Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Top 3 con giáp cực phất cuối năm 2017, làm gì được nấy, mưu sự tất thành. Chẳng còn bao lâu nữa là hết năm 2017, chắc chắn các bạn ai ai cũng đều đang cố gắng gấp nhiều lần để có thể cuối năm thành công rực rỡ, tài lộc đầy nhà. Trong thời điểm then chốt này, có 3 con giáp đang chờ đón vận may đại phát cuối năm, cùng lịch ngày tốt xem tử vi để biết đó là những con giáp nào nhé. Tuổi Tỵ, quan tinh hộ thân, thăng quan tiến chức. Trong tháng cuối năm 2017 này, người tuổi Tỵ có quan lộc tinh động, vận trình tăng tiến, công danh vượng phát và tài lộc cũng bùng nổ không ngừng. Có thể nói đây là con giáp đón nhiều may mắn cuối năm 2017. Đừng vội từ bỏ nếu bạn cảm thấy khó khăn, bởi thu hoạch dồi dào vẫn đang chờ đón bạn ở phía trước. Điểm lành có trước, người tuổi Tỵ có thể sẽ có cơ hội thăng lương tăng chức bất ngờ, cũng có thể là trúng giải thưởng nào đó ngoài dự kiến. Nói chung, vận thế đang tốt lên, làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Con giáp này hãy tận dụng thời cơ và tạo cho mình những thành quả rực rỡ hơn bao giờ hết nhé! Tuổi Tuất, phúc tinh lâm môn, quý nhân tương trợ. Trong tháng 12 này, tuổi Tuất sự nghiệp nhiều điểm hưng vượng, tài lộc cũng cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Chẳng phải tự nhiên mà tử vi 12 con giáp cho thấy người này đang đón chào những điều may mắn cuối năm 2017. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của người tuổi Tuất, nhiều sự tốt lành sắp dừa xảy ra. Công danh có người nâng đỡ, chuyện thăng tiến chỉ là ngày 1 ngày 2, tài lộc cũng không tồi khi mà chính tài cát tinh đang hưng vượng, mưu sự dễ thành, vạn sự như ý. Chỉ cần bạn có mục tiêu phấn đấu, không ngừng nỗ lực, ý chí bền bỉ, tránh nóng vội bồng bột, thì chắc chắn những thành quả mà bạn gặt hái được cuối năm này không hề ít ỏi đâu. Tuổi Tý, tài vận đại phát, làm gì được nấy. Đối với người tuổi Tý mà nói, thì cuối năm 2017 này chính là thời cơ cực kỳ thuận lợi để con giáp này thực hiện những tham vọng, hoài bão của mình. Nếu nhạy cảm, nắm bắt thời cơ, tận dụng những thế mạnh của bản thân mình thì chắc chắn rằng những điều bạn mong đợi sẽ thành hiện thực. Tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy tay, con giáp này đã định liệu việc gì thì thành công việc ấy. Thậm chí trên con đường tài vận của người tuổi Tuất còn có những điểm báo thu hoạch lớn ngoài sức tưởng tượng nữa. Tuy nhiên, mọi sự trên đời đều không nên quá cưỡng cầu, chú ý thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nếu có dự định đầu tư với con số lớn thì nên cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng các vấn đề có thể phát sinh. Ngoài ra, đường tình duyên của người tuổi Tý cũng đang trên đà phát triển. Hãy bình tĩnh chờ đón vận đào hoa rực rỡ của mình. Có điều, dù tất cả mọi thứ đang tốt đẹp vô cùng thì cũng phải thờ ơ, khinh địch. Phải nhìn nhận mọi việc thật sáng suốt, chớ để xui rủi, xua tay may mắn của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.